Đô xin chào toàn thể quý vị, anh em nào mà đang muốn mua xe tải van khởi nghiệp thì đây là một mẫu xe tải van đời 2006 nhá. Em nó vừa mới khám xong này. Đây này. Đấy. Ở đây em sẽ đi chi tiết về chiếc tải van 2006, tải van 6 chỗ ngồi cho anh chị nhá. Vâng, đây là một mẫu xe tải van Ford Transit đời 2006, tải van 6 chỗ ngồi. Với mẫu xe này thì em vừa mới khám xong. Đây ạ. Đấy, sức khỏe của em rất là tốt nên là rất là ok. Đấy, bây giờ mà đi khám sức khỏe mà khám không tốt là về vườn luôn, không được, mà là về vườn chứ không phải không được đi khám, không được chấp nhận đâu nhá. Thì chiếc em này nó khá là ok nên anh chị đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ ngay cho em Khanh nhé. Vâng, 2006 tải van 6 chỗ ngồi, sức khỏe ok, đăng kiểm mới, giá chỉ có 85 triệu, cho anh chị mua về khởi nghiệp anh chị nhé. Đấy, xe cũng khá là đẹp đấy anh chị này. Nội thất bên trong này, máy nội chất, điều hòa hình như không còn anh chị ạ. Đấy, nếu anh chị làm điều hòa thì lúc nào cũng còn thì bơm thêm ga vào là mát thôi. Còn em có là em bán vậy anh chị nhá. Đấy, 2006 85 triệu, anh chị nghe không làm đâu nhá. Khởi nghiệp rất nhanh nhẹ vốn anh chị ạ. Đấy, còn 7 năm sử dụng nữa anh chị nhá. Em quay qua cho anh chị xong em xin phép em chạy về gara để dọn rửa để lên sóng cùng anh chị nhá.